Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK rồi. Bên cạnh một vài bạn chơi game thánh địa APK chủ yếu là chúng ta sẽ cày chay, dùng thời gian của chúng ta để đổi lấy tài nguyên và để nâng cấp các con tướng. Mình tin rằng sẽ có rất là nhiều bạn có thể là quyết định sẽ nạp tiền vào cái con game này. Thì uh, trong video này thì mình sẽ nói một xíu về cái vấn đề nạp tiền nha. Mình sẽ nói một xíu về vấn đề nạp tiền và chúng ta sẽ nên nạp vào những cái gối nạp nào các bạn chúng ta sẽ nên nạp những cái gối nạp nào và những gối nạp nào là tốt cho newbie và cái nào thì chúng ta không nên nạp và mình nói một xíu về cái cơ chế nạp cũng như là một vài cái cơ chế khác liên quan tới vấn đề nạp cũng như là cái à, vấn đề là nạp ít nạp nhiều hay là như thế nào đó trong cái con game này các bạn ok thì à, như mà các bạn nhiều bạn đã chơi nhiều cái web game hoặc là một rất là nhiều game khác các bạn thì các bạn chắc hẳn là các bạn sẽ nghe một cái câu rất là quen thuộc đó là thí chủ đã nạp đầu chưa mình thề với các bạn cái câu mình đã tiêu đề trong video này cái câu thiếu thiếu thí chủ đã nạp đầu chưa đó là một trong những cái câu gọi là người ta dùng để trôi trong rất là nhiều cái con game luôn các bạn. Người ta dùng để trôi trong rất là nhiều cái con game luôn. Tại sao lại có cái câu là thiếu thí chủ đã nạp đầu chưa các bạn? Tại vì trong rất là nhiều con game thì cái giá trị cái nạp đầu nó rất là cao nó sẽ gây ra cái sự chênh lệch rất lớn giữa người chơi có nạp đầu và người chơi không nạp đầu. Mặc dù cái giá trị để nạp đầu nó rất là thấp các bạn chỉ 10.000, 20.000. Chỉ 10.000, 20.000 nó đã phân ra rạch rồi giữa người chơi nạp và người chơi không nạp. Người chơi nạp thì lúc đó nó sẽ có cái khởi đầu thuận tiện và ngon rất là nhiều so với những người chơi không nạp các bạn. Những người chơi có nạp đầu các bạn thì nó sẽ có cái khởi đầu thuận tiện và ngon rất là nhiều so với những người chơi không nạp thì đối với cái con game này game thánh địa apk thì cái quà nạp đầu nó có tác động nhiều tới con game không các bạn thì mình xin trả lời thẳng luôn các bạn quà nạp đầu của chúng ta hiện tại ấy, nếu các bạn nạp đầu các bạn sẽ nhận được con đại mình thì con đại mình hiện tại nó đã, không còn ngon như người ta và không phải là con tướng bắt buộc chúng ta cần phải kiếm để chúng ta sớm nâng lên mặt a như ngày xưa nữa rồi hiện tại thì đầu game chúng ta sẽ chơi xoay quanh cái con rem là chính bất kỳ cái con tướng nào lên được bậc a các bạn cũng có thể liên kết được với rem do đó thì con đây mình không có ý nghĩa gì với chúng ta hết các bạn và cái qua nạp đầu này nó hoàn toàn không có bất kỳ cái ý nghĩa cũng như là tác dụng gì hết à, việc các bạn có nạp đầu các bạn không nạp đầu thì nó cũng tương tự như nhau Chẳng qua là nếu các bạn xâm xuôi quá các bạn không có con carry nào đầu game gánh đội được Thì các bạn nạp đầu lấy diamond thì may ra cho nó đánh đội Đến khi các bạn lấy được con rem về Thì có một chút ý nghĩa như vậy nhưng mà gần như là không không có tác động gì nhiều nha Tại vì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những con khác để leo map giai đoạn đầu game Và các bạn chờ cho tới khi mà các bạn sở hữu được con rem Đây là những cái thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn rồi, cái thông điệp tiếp theo mà mình muốn gửi tới các bạn đó là cái giá trị của những cái gối nạp mà gối nạp ít á, tầm khoảng vài trăm ca các bạn trong cái con game này so với những người chơi không nạp thì gần như nó không có sự chênh lệch gì nhiều. Thì nếu mà các bạn nạp thật nhiều á, vài triệu, cả chục triệu hoặc là các bạn duy trì gối nạp vài triệu một tháng á thì nó sẽ sự thật sự có sự trên lệch những người chơi nạp và những người, những người chơi không nạp Chứ còn các bạn nạp đùng một cái các bạn nạp vài trăm nghìn Các bạn nạp một triệu hai triệu sau đó các bạn bỏ các bạn không nạp nữa Thì sau một thời gian thì cái con ạc của các bạn có nạp với con ạc người khác không nạp thì nó cũng như nhau <laughs> sự thật có thể hơi phủ phàng nhưng mà mình mình muốn báo trước để các bạn hình dung như vậy ha nếu mà các bạn nạp ít và đối với những người nạp nhiều những người mà ta nạp duy trì thường thường xuyên theo tháng thì sẽ có trên trên là rất lớn còn đối với những người mà các bạn nạp một cục một, khoảng vài trăm ngàn vài triệu một hai triệu gì đó rồi các bạn bỏ các bạn chơi giống như newbie các bạn không nạp thì sau một thời gian thì nó cũng tương tự như à, không nạp cho các bạn có cái khác đó là cấp vip của các bạn có thể cao hơn một xíu rồi, ok, đó là những nhận định đầu tiên của mình về việc các bạn nạp hay không nạp. Vậy thì chúng ta sẽ nên nạp những gói nạp nào các bạn? Chúng ta sẽ chọn gói nạp bằng cách là các bạn có thể vào, vào cảng giao dịch nè. Trong giai đoạn newbie thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái gói nạp. Ở đây thì nó có cái đề xuất này các bạn. Đề xuất ngay chỗ cái con Damia thì chúng ta có gói quà du hành, chúng ta có thể tháng, chúng ta có gói trưởng thành và đặc quyền đặc quyền nhà thám hiểm. Thì cái gói quà du hành này nè thì 23.000 thì chúng ta sẽ được 10 cuộn sum lên được cấp độ vip thêm được cái nốt nhạc số 18 để các bạn chơi trong cái sự kiện này cái sự kiện tàu nguyện ngước cái giai điệu này các bạn các bạn sẽ có cái gói phấn khích này các bạn có thể nạp các bạn lấy thêm tài nguyên cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm cái đĩa để chúng ta quay nhưng mà giai đoạn newbie ấy, thì cái phần thưởng của chúng ta không có nhiều nó chỉ giới hạn bởi những thứ này thôi mình khuyên giai đoạn newbie chúng ta không nên quay cái sự kiện mối quà giai điệu đâu các bạn tại vì phần thiện phần thưởng của chúng ta hiện tại nó sẽ vô cùng hạn chế ha đó thì các bạn không nên quay nên quay rồi chúng ta quay trở lại với cái chỗ này thì gói quà du hành thì 23.000 chúng ta sẽ gồm những thứ đó thì các bạn không nên nạp đâu các bạn thực sự nó không có mang ý nghĩa gì nhiều rồi chỉ lần một lần xâm thôi rồi cái gói tiếp theo ra gói 109.000 thì các bạn sẽ có một bốn chục lần xâm cùng với như thế này thì cái giá trị mình thấy nó cũng không đáng kể giá trị 109.000 nếu mà bạn nào bạn nào á mà kiểu chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta muốn xâm quá rồi nhưng mà chúng ta cày tài nguyên trong game cực quá chúng ta cày hoài hoặc là chúng ta muốn xâm quá các bạn mắc xâm quá các bạn chịu không nổi thì các bạn có thể nạp hai cái gối này để các bạn lấy về một ít cuộn xâm để các bạn xả 50 lần xâm này bạn xâm tướng, bạn xâm tướng nha, các bạn mắc xâm quá thôi, còn thật sự thì mình khuyên các bạn không nên lấy hai cái gói này về. rồi gói đây mình thì sao, lời khuyên của mình cũng là không luôn. ha, như mình đã nói nha, cũng đây mình là hiện tại nó không còn tác động nhiều tới game, nó không còn tác động nhiều tới game nữa, các bạn có thể bỏ qua, các bạn không cần phải xâm cái gói này. gói ana thì sao các bạn? gói ana này lên giá trị lên tới năm trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm bảy mươi chín cho bảy mươi cuộn xâm và một con ana. Thì con Ana này thì không phải là con tướng đầu game chúng ta có thể xài được. Con này thì phải lên được bậc trắng với việc là bạn phải kiếm thêm đâu đó tầm khoảng 15 con nữa. Hình như 16 con chúng ta mới lên được bậc A. Thì các bạn phải kiếm thêm 15 con nữa thì bạn mới xài được con này. Cùng với đó là chúng ta lên trang bị độc quyền cấp 30 và chín món nội thất được thì mới xài được các bạn. Rất lâu về sau này chúng ta mới xài con này. Do đó thì nếu các bạn nào mua cái gối này để lấy cái con tướng này thì các bạn không nên nha. Thì con tướng ở giai đoạn đầu chúng ta xài không được đã thấy đã vậy muốn xài được thì các bạn cần phải nâng lên rất là nhiều nữa các bạn xài nếu các bạn nào mà mắc xâm quá các bạn muốn lấy 60 cuộn xâm thì các bạn có thể lấy gối này nhưng lời khuyên của mình là toàn bộ cái gói du hành này là chúng ta không nên lấy ha về cái gói 1 triệu mốt này chúng ta sẽ có thêm 10 thẻ tím cùng với đó là 6.000 cuộn xâm nhưng mà các bạn nhìn cái thẻ tím nó ghi gì nè chọn phe tướng ngẫu nhiên từ một trong bốn phe người ăn mang ánh sáng người thú người lường hạt sát cướp ngẫu nhiên các bạn nó sẽ không ra theo wishlist của chúng ta cài cho đó nó ra rất là hình xui nó ra những tướng phế tướng tào lao đồ rất là nhiều cái thẻ tím này là thẻ tím chúng ta không nên mua nhất thề với các bạn luôn các bạn đừng bỏ tiền mua cái gói này rất là phí bạn xâm ra thì không được gì hết nha rồi tiếp tục đó là cái bên trước bên này và của chúng ta tới 2 triệu 2 thì chúng ta sẽ có được một con ở qua kênh Belinda rất hấp dẫn các bạn ha thì cái gối nạp này ở qua kênh Belinda thì mình đánh giá không cao nhưng mà về với 200 cuộn xâm thì lời khuyên của mình cũng giống như hồi nãy ha bạn nào mắc xâm quá thì các bạn có thể mua mà các bạn có điều kiện nữa nha thì các bạn có thể mua gối này nhưng mà lời khuyên của mình vẫn là không nên chúng ta có gối khác ngon hơn cái gối cái gối 2 triệu 2 này để lấy về một số cuộn xâm và số lượng kim cương như như này các bạn đó là cái gói tiếp theo mình khuyên các bạn nè đây là gói quà trưởng thành quà trưởng thành đây là cái đây là đầu tiên người ta gọi nên gói này gọi là gói vượt map chỉ với 449.000 thì bạn có thể sở hữu được bao nhiêu bạn có thể sở hữu được lên tới 45.000 kim cương và đây là một trong những cái gói mà các bạn cực kỳ đáng cực kỳ đáng để chúng ta chúng ta mua các bạn nha chúng ta mua thì cái gối này là cái gối cực kỳ ngon và các bạn có thể mua được nè ví dụ nha à, 45.000 kim cương các bạn chia cho 2 đi. 2 một lần sum thì các bạn sẽ có được bao nhiêu lần sum các bạn. Các bạn sẽ có đâu đó là 17 lần sum đúng không? Bây giờ các bạn sẽ so sánh với cái gói lúc nãy mà nó nó suối các bạn nạp nè. À, gói du hành đúng không? Rồi. À, các bạn sẽ có 10, 17 lần sum. 17 lần sum. 17 lần sum với 440 mấy ngàn thì nó cái đây là hai chục hai trăm cuộn là hai chục lần xâm nữa bạn kia là 16 lần xâm thì nó sẽ thua ở đây một ít thôi thì sâu ra giá trị nếu mà sâu ra giá trị các bạn thấy ha cái gối trưởng thành này nó ngon rất là nhiều so với cái gối quà du hành rồi đây là lời khuyên đầu tiên của mình ngoài ra thì chúng ta còn có nhiều cái gối nạp khác hiện tại ví dụ chúng ta đang có gối trưởng thành của những cái con tướng long tộc thì đối với những cái con tướng long tộc này thì lời khuyên chân thành của mình là tốt nhất chúng ta không nên nạp đâu các bạn tại vì newbie newbie trừ khi các bạn là các bạn cá voi các bạn các bạn là cá voi các bạn là cá mập các bạn muốn sớm sở hữu những con tướng long tộc thì các bạn có thể xúc các bạn có thể xúc xúc full tất cả các gối này cho mình để các bạn sớm sở hữu những con tướng long tộc rồi các bạn lên tướng long tộc cũng như các bạn có thể lên chỗ đảo rồng các bạn cày cái ải thí luyện luyện rồng cũng như là các bạn nâng trong cái thánh địa hiển long thì đối với cá mập cá vôi thì các bạn có thể xúc luôn cho mình các gối mà gối long tộc như thế này còn đối với những người chơi mà muốn nạp ít mà mang lại giá trị nhiều thì lời khuyên chân thành của mình đó là các bạn bỏ qua các gối trưởng thành của cái gối long tộc này nha lời khuyên chân thành của mình đối với các bạn mà các bạn muốn nạp ít mà mang lại giá trị nhiều thì các bạn bỏ qua cái gói này cái gói long tộc là cái gói các bạn không nên đụng tới đâu các bạn gói này nó nó tại vì những con nướng tướng long tộc là những con tướng mới ha giá trị gói thì cái cuộn sum long tộc nhìn nó rất là hấp dẫn nhưng mà những con long tộc này nó tác động tới niễu bi nó cũng không phải tác động nhiều lắm trong giai đoạn đầu của chúng ta ok rồi còn một gói nữa là mình khuyên các bạn nên nạp đó là gói quà thể tháng quà thể tháng cao cấp với 329 000 thì các bạn sẽ có bao nhiêu đây tài nguyên bao nhiêu đây tài nguyên cho cái quà thể tháng đây là cái gói mà mình khuyên các bạn nên nạp này cái gói quà thì tháng là các bạn nên nạp các bạn nói, nó sẽ tích lũy số kim cương khá là ngon tới 38.000 trong vòng một tháng các bạn tích lũy số lượng kim cương này với lại mỗi ngày chúng ta sẽ lụm được một cái huy hiệu, hiệu thời gian 600 kim cương và một cái huy hiệu thời gian thì các bạn nên tích cái huy hiệu, hiệu thời gian này để các bạn có thể lên sớm lên những vị tướng ở hoa kỳ mà các bạn yêu thích thì giữa hai gói đó là gói 109.000 và cái gói 329.000 thì mình khuyên các bạn nên lấy cái gói này các bạn nên lụm cái gói này ngày xưa thì mình hay nạp cái gói này lắm các bạn còn bây giờ thì mình bỏ rồi mình bỏ rồi ngày xưa thì tháng nào mình cũng nạp một cái gói thì tháng như thế này để mình nhận quà mỗi ngày và mình nhận cái thẻ xâm ở quà kình mỗi ngày các bạn để tránh bị thọt còn cái đặc quyền gia hạn này thì chúng ta có nên gia hạn hay không lời khuyên chân thành của mình là không các bạn sẽ không cần phải gia hạn cái đặc quyền gia hạn này đâu các bạn chỉ cần mua thì tháng mỗi ngày như vậy thì có hai gói mà mình khuyên các bạn mà các bạn nạp ít các bạn nạp ít mà các bạn muốn nhận được nhiều thứ thì các bạn sẽ có hai gói đó gói quà trưởng thành và cái gói quà thầy tháng là hai cái gói gói nạp mà các bạn nên nạp nhất nè còn cái gói quà du hành như mình đã phân tích ha các bạn nó không có ngon à, còn bên cạnh đó thì cái gói mà gói quà của những con rồng thì đối với những người nào mà các bạn muốn 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 sớm sở hữu những con rồng cũng như là muốn cải thiện cái thứ hạng trong thí luyện luyện rồng cũng như là muốn có sớm những con rồng thì các bạn có thể nạp nhưng mà những người chơi mà thuộc cái kiểu mà các bạn muốn nạp ít mà mang lại giá giá trị nhiều thì các bạn có thể bỏ qua cái gối nạp này rồi sau quá trình mà chúng ta chơi lên map càng ngày càng cao thì sẽ, sẽ có những cái gối nạp mới nó xuất hiện các bạn và sẽ có một vài gối nạp cũng khá là ngon mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha bên cạnh những gối nạp như vừa rồi sẽ cho thêm gối nạp cho thêm tài nguyên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con tăng cơ mới này của hệ rồng tăng cơ khá là ổn các bạn nếu bạn nào quyết định nạp thì bạn nên lấy cái con rồng này để về làm tăng cơ cho team tăng cũng ổn hết chứ và mình sẽ quyết định lên cái con này để làm tăng cơ cho các bạn xem mẫu nha ok rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nếu các bạn thấy hay đừng quên like subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt bye bye